cứ trèo như khỉ đi. Ủa có con công con iPhone 8 nó nét thật. Con này thì như kiểu là ngực sáng ấy, mà mơ thì tịt. Để nó cứ trêu mình là không biết bán hàng với các thứ này. Hôm nay đăng giá công khai luôn. Idol gì mà idol, mày cứ làm đi. Idol mẹ đi đổ xăng nó cứ bảo là idol, mình ngại kinh lên. Bảo cái gì bây giờ gì idol thì đổ xăng thôi, con lợ được tiền đéo đâu mà cứ idol ai điếc. Chả biết mọi người thế nào nhưng mà mình ngại lắm, những cái ngại. Đấy là tính của bạn chứ. Đây mình phải bảo idol đéo thì cái ông đổ xăng cứ idol idol. Mình bảo thế là đồ ở đây nó có chấp nhận là thanh toán bằng thẻ không? Idol cứ đổ đi. Ở đây thanh toán bằng thẻ. Thế mình bảo idol mẹ ông cứ nhắc đi nhắc lại. Là thằng hai thằng con nhà mình thì nó tự hào, hai thằng cu con nhà mình nó tự hào. Vào cây xăng mà phát thì là các ông ấy đã bảo là idol, tôi vừa thấy idol phát, em vừa thấy idol phát phát nai xong. Đã thấy idol mà ôi, bố ơi bố là idol. Bọn trẻ con nó cứ nghĩ là idol nó là to tát, nó giống như kiểu lãnh tụ ấy. Nó kiểu nó bây giờ nó chưa hiểu gì, nó cứ nghĩ là idol nó là lãnh tụ, nó như hiểu ý mình là lãnh tụ ấy. Tự hào lắm mình ở mẹ. Có ra cái gì đâu. Khi nào bà già tôi mà đi đâu ấy. Đấy. Xong rồi bà già tôi bảo là mẹ có biết cái thằng góp nhặt cát đá không? Bố bảo mẹ cái thằng cháo chuẹt trên mạng, bà già tôi rồi chắc là thôi đi về. Và thôi mày đi làm cái việc tử tế đi mẹ. Để cho người ta. Đây. Đó, nhiều khi là anh em ấy cũng đấy, nhưng mà mình cũng không nghĩ là nắm là cái việc mình phải thế nọ phải thế kia. Đây, cái cỡ này hôm nay nó cứ chê mình không bán hàng. Nhưng mà tại vì nói thật ra là mình kiểu ấy, kiểu không để ý cái việc bán hàng lắm, nhưng mà cảm giác là sự nghiệp cửa nho thân gỗ của mình nó đang đi xuống. Cái bán nho thân gỗ. Cái cỡ chậu như thế này thì 15 triệu. Đấy. Rẻ nhiều hơn ngày xưa, đây là cái hoa sen gỗ thường, nó ra quả. Bây giờ rẻ hơn nhiều. À, đây là Đại học Nông nghiệp 1, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Còn cái cỡ này thì cỡ to hơn, cỡ ở dưới đất này. Đây là 25. Còn sơ sơ qua cho mọi người thế, xong rồi cái thủy nó bán. Đây. Cái cây này ngày xưa chắc là phải tầm 50-70. Nó cũng còn tùy theo mua qua ai nữa. Mua qua bao nhiêu cầu. Đây các bạn hình dung hai cây. Ui. Hai cây. Đây cái cỡ này thì nó cao, nó khá là cao đấy. Nó mẹ như con này là to phết rồi. Như con này nó ý như bọn kia. Con này nó đang ở trong vùng tranh chấp nha. Mấy con này thì là chắc chắn. Cái gì? Con nào? Tao vừa mới báo người ta 25 xong. 15-25 thôi. Đéo có duyên bán thì bán rẻ thôi đã. Thôi. Thế thì mày tìm mày. Nhưng mà thôi bán để chào mừng. Trong ngày hôm nay bán thế thôi. Nói chung là tôi chả biết thế nào, nhưng mà đôi khi thì cái sự rẻ nó quyết định cái hành vi mua hàng. Mà cái ông ấy nói chung là cũng không biết về nho thân gỗ thì có rẻ lứa không, ông không mua. Ở miền Nam có, mà ở miền Nam như ở Đà Lạt, Lâm Đồng người ta trồng nho thân gỗ này ở các cái đồi chè bao nhiêu. Nhưng mà giá nó như thế nào thôi. Giá nó như thế nào, còn hiện tại bây giờ đang phát này. Đấy, cỡ này là 15 triệu này. Mà chắc cái thủy nó sẽ bán cho các bạn 17. Nhớ là khi ấy là bảo là ông Tuân ông mới báo ở trên này có 15 thôi. Tôi bán 15 thôi. Thì chưa gì ha. Nói chung là hành vi mua sắm con người xuất phát, nói chung là cũng xuất phát từ cái việc rẻ. Quả này cứ rất nhiều. Quả rất nhiều. Cây nho thân gỗ. Đấy, nó lại bảo mình là thằng kia ông hóng hớt. Mẹ ông hóng hớt. Nó đặt tên nick ông hóng hớt. Nó bảo mới thằng nói chỉ nói phép là cái mẹ gì. Tự mà ấy chứ. Trong cuộc sống đôi khi là nói chung là các bạn phải biết là trong cuộc sống là ai nói thật ai nói đấy. Đây là hai cây khác. Cây đằng sau mấy cây này này.
mà đang phát ông kia ông cứ gọi. Gọi là ông ấy sập đến đây thôi. Ở đây thì không có sung, ở đây là cái dòng gọi là dòng cây ngoại nhập. Cây nho. À tới đấy là nhà ông trồng 4 năm mà ông phải trồng thêm 4 năm nữa không ra quả. Cái nho thường nó thế đây, cho các ông xem. Đây là cái nho này là nho thường như các ông này, nhưng mà nó to thì nó tự ra quả. Tôi phải nói thật là xin chia buồn với các ông là ông kia ông bảo là nhà tôi trồng 4 năm rồi mà chả được quả mẹ nào thì thật sự là cái gì nhỉ? Ông phải trồng thêm 4 năm nữa. Mà mày nói thêm cái tí nữa là ông hóng hớt là mày ra đảo mày ngồi đấy nhá. Tao bây giờ ít người theo dõi nhưng tao không có nhu cầu là tiếp bọn ngáo ngơ đâu. Bọn kiểu bọn tin rồi. Anh em chúng bảo là mẹ ông gì ông toàn chửi khách thôi, bảo là mẹ cứ có thiết tha gì cái bọn ngáo ngơ ấy đâu. Bọn Phan Khá Bảnh ấy. Đây. Ông cây này của ông là nếu mà năm ngoái thì giá của nó rơi vào khoảng tầm 6 triệu. Năm nay thì ở trong cái bài này thì 3 triệu rưỡi. Cây của ông đã được như thế này chưa? Mà cây này thì như thằng Mạnh thì nó bảo là cây này đang bói. Bây giờ mới bói. Đây nho tên gỗ của ông đây. Cây này bây giờ như con thằng Mạnh nó bảo là cây này đang bói. Nhưng còn như thằng Dũng thì nó bảo là cây này đã ra quả 2 năm rồi. Cô còn chưa biết tin ai. Nhưng hiện tại bây giờ trên cây nó bắt đầu có cái hiện tượng nấm cấm này này. Cái nho của bạn ấy mới chỉ là cái nho thường. Nó chính là cái dòng này. Thì nó mới bảo là nho thân gỗ nó chia làm rất nhiều loại. Đây là cái dòng nho này là 3 triệu rưỡi đây này. Nho thường thì là được cái là nó chậm ra quả. Nhưng mà khi mà nó đủ tuổi rồi thì nó lại vẫn ra quanh năm. Đấy. Còn cái dòng như tôi mà sáng tôi nói về nho thân gỗ ấy, thì như các cái dòng mà nho thân gỗ tứ quý ấy, để tứ quý lá lớn với cả nho thân gỗ 12 vụ ấy thì này này. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Cũng là nho thân gỗ nhá. Nhưng mà đấy là cái thời điểm ban đầu khi mà ông cũng như tôi mua cây 100.000 nó hơn một gang tay, nó không đến đầu gối đâu, 100.000 nó như này. Thế đây 10 năm rồi. Tôi mua đầu tiên là tôi mua 10 năm. Có những người ta trồng 8 năm nhưng tại sao cây của em không ra quả mà tại sao cây anh lại nắm quả thế? Tôi bảo là cái loại nho của các bạn là cái nứa đầu tiên của Trung Quốc nó dụ người Việt mình trồng. Nó là cái dòng nho thân gỗ thường. Chứ không phải cái dòng nho thân gỗ tứ quý mới là tứ quý lá lớn với cả nho kim cương với cả nho 12 vụ như. Đây là để cho các bạn ở trên TikTok các bạn biết. Đây là hoa của nó đây. Còn sơ sơ qua đây này. Quả của nó đây. Đây cây này thì nói chung là cây cỡ cây này là nó vẫn bé hơn cây của ông ở nhà đấy. Nhưng mà cái giống của ông là nho thường. Đây. Cỡ của ông ở nhà là to hơn cây này. Nhưng mà xin chia buồn là cái giống của ông, cái cỡ của ông thì nó còn bé hơn cây này. Cái này hiện tại bây giờ 3 triệu rưỡi. Gốc của nó thì nói chung là nó tầm đây. Đấy. Của ông đây này. Của nhà ông đây này, trồng thêm 4 năm nữa. Đấy là tôi phải nói thật cho ông biết là như thế. Trồng thêm ít nhất là 4 năm nữa. Không thì đến mùa quýt. Tức là 4 năm hoặc 5 năm nữa. Còn nó không phải cái giống như thế này. Hoặc là cái giống kiểu nho thân gỗ tứ quý na lớn này. Đây. Bạn tao bạn bè đéo gì mấy thằng này. Cảnh sát chặn mày thì lại bảo là mẹ đạo Phật người ta vẫn cứ bảo yêu thương tất cả chúng sinh. Như là chúng sinh cứ vạ vật ở đéo đâu cũng vào. Mà toàn thằng chúng sinh nào ấy. Kiếp trước rồi mẹ toàn động vật. Xong bây giờ nó đéo hiểu kiếp trước nó động vật. Nhưng nó cứu người hay sao nó được đầu thai. Nên bây giờ nó đi đâu nó bạ đâu. Nó ẳng 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 ẳng. Thế này. Cây của bạn thì chắc chắn là 4 năm thì có lẽ là sẽ to hơn như thế này. Nhưng mà làm gì có quả à. Còn phải chờ thêm 4 năm nữa. Đấy là 4 năm là tôi động viên bạn đấy. Bạn phải khéo phải thêm 6 năm nữa. Tức là tròn 10 năm. Rồi. Cây này thì cây của bạn là cũng phải to hơn như này. Nhưng mà đấy. Đấy là hôm qua quay rồi và sáng nay quay rồi. Nhưng mà kiểu nhiều bạn ấy cứ nghĩ là nho thân gỗ chỉ có một loại. Bạn ấy trồng 4 năm rồi mà chưa có quả. Thì tôi phải nói thật ra là bạn phải trồng thêm. Nhưng đây là cái dòng nho thân gỗ tứ quý với tứ quý lá lớn nó mới nhanh như này. Nó có quả. Cây này thì nói chung là bán 4 triệu thì cũng vui cửa vui nhà. Còn hôm qua với cả hôm nay sáng nay tôi vẫn bảo là 4 triệu rưỡi. Nhưng mà không bán thì không bán cây thì thằng bạn nó khinh. Đây từ từ để tôi cho các ông yên vị. Nói chung là mua ở trong cái bài này thì các ông được rẻ này. Thế hôm qua tôi vẫn nói là cây này 4 triệu rưỡi. Đây. Vanh của nó bằng cái đây này tôi mà ôm mà phát là rụng mất 2 quả. Vanh của nó tầm 16. Nó bằng cái vòng tay của nó 16. Cao cây khoảng 2 mét đầy quả. Hoa của nó đây này. Cái bọn này thì đều cầm cùng một giá. Có lẽ cây ở trong kia nó còn sai hơn.
Đây nó thật ra là nó không phải là ấy đâu, mà là rất nhiều người đi vặt lại mà sáng nay tôi cũng vặt rồi. Đây quả của nó đây này. Đây là dòng thân gỗ tứ quý lá lớn. Rồi chốt 4 triệu đây. Chốt 4 triệu nhưng mà cái loại này thì các bạn chốt ở trên live thì thực ra thì phải liên hệ cái hai cái số mà ở ngoài tường ấy. Thì nó chụp ảnh xong rồi các bạn chốt xong rồi gửi tiền cọc cho nó ạ. Nhưng tôi làm nhiệm vụ gọi là thế này thôi, xong rồi nhiều ông không mua được. Tại vì là bản thân mình chỉ gọi là quay phát thôi. Ông không mua mua được này, bảo là mẹ tổ sư mày treo đồ dê bán thịt chó. Thì thực ra là báo giá như thế nhưng mà các bạn nói lại. Chụp ảnh cái màn hình này, ví dụ bây giờ tôi đang quay như này. Ông gì kia ông bảo là cái ông vừa mới phát ấy, cái số đuôi là 4586 ấy. Ông bảo cây này để cho tôi 4 triệu. Thì là liên hệ hai cái số đằng sau ấy. Cái số 2210 với cái số đéo biết bao nhiêu ấy. Đấy hai cái số đằng sau ở trên tường ở trên TikTok à, ở trên TikTok ấy. TikTok phát quá trời. Đây, quay cận cảnh cho các ông này. Bữa nhá. Đây này, để cho bữa cho các ông gọi là để cho các ông ở trên TikTok biết là không phải giá 502 như thế loại thế kia này. Còn các loại quả của các cái dòng nho thân gỗ thì chất lượng quả lại khác nhau nhá. Còn hoa với quả thì nó mọc từ đây này, mọc từ thân này. Đây này. Nhưng mà các ông ở trên TikTok bây giờ đang xem qua cái con iPhone vớ vẩn, à con Samsung vớ vẩn cho nên không được lép. Thường những ông trên TikTok đang đầy vặt quả nhá. Ở trên TikTok mọi người thường là thấy tôi vặt nhiều lắm rồi. Để bảo nhà. Nhưng mà đây ở đây này quả này. Phọt phát vào màn hình này. Đấy. Mà nó mở trên TikTok các ông thì mở đây có quả. Hạt đây. Đây. Các ông lại bảo là 502. Quả này thì thực ra tôi bảo rồi. Quả này thực ra tôi bảo rồi là anh em chúng nó không biết cách chăm, cho nên mẫu quả mấy mã quả nó xấu, nó bé. Nó các bạn nhìn cái nó như thế này. Nhưng mà mức độ đen nhá. Ăn thì ăn ngọt. Ăn thì ở trên mạng nó sẽ trao cho các ông là theo cái kiểu là. Nhưng mà khó cái vấn đề như này này. Tôi thì cái miệng tôi nó như thế. Cho nên là nó khó như này này. Các ông chưa từng ăn ớt. Xong rồi lại hỏi tôi là thế ăn ớt có ngon hay không? Thì tốt nhất là tôi chỉ khi nào có ớt xong rồi tôi ném cho ông một quả, các ông ăn là các ông thấy là nó vị như nào. Các ông chưa ăn ớt, các ông lại bảo là miêu tả cái sự cay của ớt xem nào, hoặc ăn ớt nó như thế nào thì rất khó. Chỉ có khi nào mà tự nhiên có thằng nào đấy nó vứt cho các ông quả ớt xong các ông ăn rồi, à thế tao biết ớt rồi. Cái giống cái việc ăn nó thế, nó khó như thế. Là miêu tả ăn giống cái gì, ở trên báo thì nó ghi là mùi dứa với mùi ổi, mùi yếc các thứ, nó không phải thế như thế. Tôi nói thật. Còn trồng thì thực ra là cái hạt, à cái việc ra quả của nó giống cái kiểu bòn bòn mấy cái gì này. Hoa nó mọc dọc thân. Mẹ tự nhiên bán quả thì thực ra thì mẹ ở đây nếu mà để cho anh em chúng nó mời ấy thì là anh em chúng nó vặt xong rồi cũng không ăn rồi, lấy hạt để gieo để nhân giống, để bán cây giống. Chứ còn bán quả bây giờ nói thật ra là ngại lắm. Lặt vặt. Ở đây là cái mô hình gọi là bán cây. Chứ còn nói thật ra là cũng muốn bán quả lắm nhưng mà kiểu nói thật ra là cũng không muốn. Nó lặt vặt, không khác gì trồng hoa hồng xong rồi lại làm cái mô hình gọi là kết hợp mấy cái bên làm trà của hoa hồng. Mẹ làm hoa hồng là chỉ có bán cây thôi để làm cho người ta làm cảnh thôi. Các bạn cứ ký hợp đồng với các ông ấy là gọi là để ngắt hoa để làm ấy. Đây hoa của nó. Đấy. Cũng là cái nho thường đấy. Thế đéo nào có ông lại gọi cho tôi hỏi mua cây 4 triệu. bán luôn. Gọi cho cái số ấy cơ mà. Cái số ở ngoài tường của TikTok cơ mà. Đấu hết đầu. Đấy. Mẹ sao cây này to thế nhỉ? Mày trồng ngược chậu à? Thế này. Thế thẳng này. Sao lại ngược chậu như nào? Thế cùng một chậu này, cùng một mẫu chậu này, cùng một giá sao cây to thế? Không có to đâu. Ồ. Nó cao hơn một tí thì nó to. Ôi. Cái này to anh lấy đi. Ừ nhỉ. Quá lấy luôn. Tôi thấy cái này to này, tôi đang phân vân này, có ấy không này. Nhưng mà chắc là nếu chốt thì chốt con này mà đéo biết được. Tùy theo sở thích nhưng con này to lắm. Đây này, cỡ đường sau mới cỡ đường này. Ừ nhỉ, cái bọn kia nó khác hoàn toàn này, nó cao vượt hẳn lên. Cao hơn phải, nó phải cao hơn 1 mét. Đây này. Mà gốc nó to hơn. Công nhận giá như thế này là bán là quá rẻ. Hai cái thì nó bảo bán 30.
Thế thôi hôm nay tôi bán cho các bạn 25 triệu. Đây là cái cỡ bé nhất là 15 này, à, tức là à không phải, bé nhất là 3,5 triệu này. Đây nó cũng như thế này, nó cũng cao, gốc lo vanh khoảng 16-18, cao khoảng tầm 3 mét. Và như bọn này thì nó to lắm, đủ sức hấp dẫn các bạn chưa? Và này 3,5 triệu, năm ngoái 6 triệu. Và này 3,5 triệu này, vanh 16, cao cây 3 mét. Tí nó dở lốt thì mọi người sẽ thấy người ở trong. Còn cái loại này là 25 triệu. Loại này thì nó cao hơn và nó rất là to, gốc nó rất là to. Đây ra anh em nó tháo là các bạn ước lượng trong cây nó to như này. Đây con loại chậu nó tạng tạng như này 15 triệu. Lá như kiểu lá ngâu, à lá nguyệt quế với lá ngâu cũng nhất gì nhỉ. Nhìn trông các bạn nhìn xa tưởng là nguyệt quế hay ngâu. Ôi giời ơi, tôi nói thật ra tôi không để ý đâu, một ngày nhiều cuộc gọi, rất nhiều cuộc gọi, nhưng mà mình kiểu mình cũng không để ý, mình cũng không... Đúng thật, cái ông kia thật. Cây 3,5 triệu thì thực tế là như tôi với cả như thằng Mạnh bảo là chưa có quả. Nhưng mà như thằng con Dũng thì nó bảo là có quả 2 năm rồi, bên Trung Quốc nó đã có quả rồi. Bên Trung Quốc đã có quả 2 năm rồi đấy, mọi người nhìn này. Cây đường dưới là 15 triệu là. Đấy. Con này cũng là cái hàng chậu đúng không? Ui ôi, nó to nhỉ. Mà con này to hơn con kia bao nhiêu? Mày nhìn kìa. Mày nhìn này. Đấy nó còn khác thách các ông này. Đây cây này mấy cây này nó to gấp rưỡi. Mày bán cẩn thận không thằng Dũng nó ấy cho này. Này cây sau nó. Tốt nhất nếu mà 15 triệu các ông lấy cây này. Cây này. Này. Ngã cùng 15 triệu này. Cái này thì bé hơn cây này một nó phải gấp rưỡi. Đây con này to này. Mẹ nó to như ngâu mới nguyệt quế này. Còn cái hàng 3,5 triệu này. Chốt đéo đâu. Đâu khách kia cái số 48 là ông ấy gọi là cái cây. Cây 4 triệu ở góc kia đang quả kìa. Sai rồi tôi. Ấy. Mày cẩn thận, mày đổ, mày ngã xuống ao đấy. Rồi như kiểu ngâu mới người quế. Đây là như cái hàng 3,5 triệu này, nhưng mà ở kia thì nó đẹp hơn. Ở đây như cái này mẹ quá rẻ luôn, dòng cây độc lạ, dòng cây độc lạ. Nhưng mà cây này đang rụng lá nhiều quá, nó không đẹp. Ừ nhỉ, mà đéo biết làm này, còn nuôi mang phong linh về chết bao nhiêu, đi cái thỉ nó dụ cho mua phong linh về dâm mủ chết con mẹ nó hết. Đưa anh đo cho. Mẹ cái cây này với cây kia nó cây này bằng rưỡi. Mình thì mình không. Còn 30 á? Nhưng mà cây kia này mày bé tí này này. Cây này to thế. To mà hoa quả tùm lum. Cây hoa quả tùm lum. Ta của ai thì chọn cho người ta trước đi, còn cây nào thì mới bán. Ồ. Mẹ toàn người nhà tranh nhau. Toàn anh em tranh nhau. Ôm ảnh. Chả biết có khách mua thật không, nhưng ông nào cũng cứ ôm. Đây cái hàng 25 triệu đây. Hôm qua cái vào hàng lựu này về nhưng mà kiểu mưa ấy. À, 25 triệu đây. Cho các ông xem. Và ở trong Facebook thì nó lại gắn liền với cái số điện thoại của mình. Thế nào các ông ấy cứ gọi thế là bị giới hạn cho. Rẻ như này cơ mà. Loại này 25. Loại này thì 15. Tùy theo các ông thấy loại nào hợp lý với gia đình với cả cái hoàn cảnh. Nhân sinh quan với cái vũ trụ quan của nhà các ông thì mua.
trông trông nó giống cây nguyệt quế thế nhỉ. Mà nguyệt quế nó thật ra nha, nếu mà ở trong Nam một cây cỡ nguyệt quế này nó cũng khá đắt tiền đấy. Đây này còn hàng cây ăn quả độc lạ. Ý như nguyệt quế. À, tức là như thế này là bọn lo thân gỗ này ở bên kia nó phải trồng trước mình khoảng chắc phải 20 năm. Nó phải trồng trước mình khoảng 20 30 năm. Bên Trung Quốc ấy. Bây giờ nhiều ông ở trên mạng có biết đã biết cây này là cây gì đâu. Nhưng mà nó hình như nó ngược sáng hết rồi. Đấy cỡ đằng sau đây, cỡ đằng sau là cái cỡ 3 triệu rưỡi này. Nó cao 3 mét thôi. Con này nó phải nếu mà tính như thế nào. Và nó phải tầm hơn 4 mét. Nó phải cao hơn 4 mét. Rồi xong rồi bung tán lên mẹ như nguyệt quế nó ngâu. Quả thì đầy. Quả thì đầy. Đây cái cỡ 15 này với cả cỡ 25 đây này. Đấy không thấy chưa? À lọt thỏm luôn. Cái hàng trên chậu này là 15 triệu. Hàng mà hai bạn kia đang ấy là cái cỡ là 3 triệu rưỡi. Nói chung cái cỡ 15 triệu này mà chọn ra cái thủy nó chọn ra như kia này. Và cái những cây to lắm. Nó chỉ bé hơn cái bọn 25 triệu này một tí thôi. Đấy. Bán cây đéo bán, toàn anh em cứ ôm của nhau thế này thì chết. Cứ như kiểu nó sốt đâu, cái người nó ôm của người kia nó biết đâu. Sang tay đây ôm mẹ chưa gì đã ôm. Anh em toàn anh em ôm. Khách xem lại thì chả chốt mẹ gì. Có ông kia chốt cái cây đang quả kia là cái nho thân cố tứ quý na lớn. Ờ phát này thì hay phết đấy. Thế là ở trên TikTok là mình vừa phát này là đã có người nghe mà định mua. Đấy, nho thân gỗ. Cái dòng này là cái nho thân gỗ thường nha. Nho thân gỗ thường này, những cái cây này nó đều có quả hết rồi. Nó đều có quả rồi thì đến bây giờ nó lại ra quả quanh năm. Đây. Còn thực ra là cái này là nó bắt đầu nó ra quả là nó bắt đầu nó đùn cái mụn cóc này ra này. Hoa này. Nó đùn cái mụn cóc này ra. Đây quả. Nó bung ra nó mới to à. Quay không hết. Rẻ nhỉ. Hai năm triệu. Hai năm triệu bằng giá sỉ đấy mẹ. Bằng giá sỉ. Con này phải bọn này phải 4 mét. Cây đằng sau này cũng là cái hàng rẻ mà khá to này. Nó cũng gần như tương đương này. Nên chọn cái dòng 15 triệu mà khéo chọn thì cũng được cây khá to. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ bé hơn cái loại này, chứ còn nếu mà to hơn cả cái loại này nữa thì nó đã là 25 triệu cơ. Nhưng mà nó bé hơn, nhưng mà nó bé hơn cũng không đáng kể. Đây, nhìn đây. Thì phun. Đây. Đấy, tức là cái cỡ này là 15 triệu này, cỡ sau là cỡ 25 triệu này. Cỡ 3 triệu rưỡi thì mấy em kia đang ấy, vanh nó tầm 16 18 đấy. Cao ngút trời luôn. Đấy, thanh niên rất to con. Em nó cũng cao tầm 1m7 đấy, không đùa đâu. Quý cũng tên quý. Cây này là to này. Thế này mình gượng cái này mình bảo mẹ nhớ bán lỗ thì chết. Hóa ra là cũng cùng giá, cái này nó to hơn cả cái cây kia bao nhiêu này. Nhưng mà thoát thân thấp. Đấy. Ui dồi. Mày đếm ra xem tổng tài sản bao nhiêu tiền à? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 nhân mấy cả 15 triệu. 18 x 15 triệu là ra bao nhiêu tiền?
300 triệu đúng không? Cái loại riêng bọn này là 300 triệu. Ngoài kia vẫn còn thêm. Nói chung là như hôm nay là cũng phải tầm cái loại này thì 25 thì 300. Sáng nay về được có tầm 5-600 triệu. 5-600 triệu thôi. Chỉ sáng nay chỉ có về có 5-600 triệu thôi. Đâu hết đầu. Thôi tắt này đi nhá, để ngồi uống nước đã. Còn cái loại con này thì mà bán là cũng được đấy, nhưng mà nếu mà bán lẻ thì nên là các bạn phải mua từ cái loại kia, mới cả bán mình bán như thế thì nó mới vừa miếng. Nó bán cái loại này bán lẻ thì nó hơi mệt. Khéo không cái ông bạn kia, ông bảo là trồng nho thân gỗ của ông ấy 4 năm kéo được bằng cái cỡ này. Bây giờ thành ra là chỉ bán giống với cả trồng công trình thôi, chứ còn được làm sao được như này. Ý nhá, phát thế thôi nhá. Về cũng cắt video hết mẹ ngày.